Trước khi xem video, anh em hãy like và đăng ký để cho Ad có động lực ra video nhanh hơn. Cảm ơn anh em. Hôm nay phải chặt đủ 100 bộ gỗ thì cậu mới được ăn cơm. Đúng là cái gã đầu chọc. Đừng nói nhảm nữa, mau làm việc đi. Cường ca, anh mới là quái vật. Cái âm thanh gì thế? Vãi trường, cái cây biết di chuyển sao? Anh có nhìn thấy gì không? Mắt của cậu bị ảo giác à? Mau chặt cây đi. Mắt của tôi bị ảo giác thật sao? Thật là kỳ lạ. Nó đang di chuyển mà. Cường ca, anh nhìn thấy chưa? Nó di chuyển thật mà. Hình như là có di chuyển một chút. Nó chính là quái vật. Mau cứu tôi. Nhanh lên. Hãy ban cho tôi sức mạnh. Thằng nhóc này giỏi thế mà cứ giấu. Trạng thái này tôi chỉ có thể sử dụng một ngày một lần. Nếu có thêm quái vật xuất hiện thì tôi cũng bó tay. Đừng lo lắng, tôi sẽ không để cậu gặp nguy hiểm đâu. Âm thanh gì thế? Vãi trường, đó chính là con lợn quái dị. Đến lượt tôi. Cường ca, anh đúng là đẹp trai quá. Đừng khen nữa, khen anh có mà khen cả ngày. Đám quái vật này với anh chỉ là một khúc gỗ mềm thôi. Cường ca, tôi cảm thấy không ổn lắm. Anh có nghe thấy tiếng gì không? Hình như là tiếng của con vua khỉ Gigi. Quái vật siêu to khổng lồ. Đừng sợ, tôi vẫn còn một chiêu thức nữa. Cậu hãy nhìn kỹ nhé. Cường ca, con khỉ Gigi đó đã chết rồi sao? Vẫn chưa đâu. Tôi chỉ là dịch chuyển nó đến một nơi khác. Con khỉ này là chùm cuối nên rất khó tiêu diệt. Chúng ta an toàn là được rồi. Đi thôi, tiếp tục chặt cây. Lại chặt cây. Hôm nay nhất định phải hoàn thành 100 bộ gỗ. Tôi biết rồi. Later. Được rồi, hôm nay như vậy là cũng đủ rồi. Trời cũng không còn sớm nữa. Chúng ta về nhà thôi. Sao lại có tiếng gấu? Đầu chọc đáng ghét. Tôi biết ngay là anh lại chặt cây. Là gấu hay sao? Tôi đã phát hiện ra rồi. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà. Bằng chứng rành rành mà vẫn còn chối sao? Hôm nay ta nhất định bắt các ngươi về nhà cho gấu đại xử lý. Đừng hòng chạy thoát. Mau chạy đi. Cũng may là chúng ta đã chặt đủ gỗ rồi. Đúng thật là bất ổn. Cuối cùng cũng thoát được. Mệt chết tôi rồi. Lát nữa tôi phải đi ra ngoài để giao gỗ cho ông chủ Ly. Cậu đưa cho tôi gỗ hôm nay đi. Trời cũng sắp tối rồi, anh không sợ quái vật sao? Cậu quên tôi là cường hói sao, chưa biết sợ là cái gì. Gỗ của anh đây. Tôi sẽ chuẩn bị xe, tôi đi đây, cậu nhớ ở nhà cẩn thận. Cường ca cũng đi rồi, tôi cũng phải đi nghỉ một chút. Đóng cửa lại kẻo quái vật tấn công, cũng may là còn tiểu cường ở nhà. Tiểu ngốc, mau mở cửa. Đầu chọc, không phải anh vừa đi rồi sao? Mắt anh ta có vấn đề. Tôi để quên chút đồ ở nhà rồi. Đừng giả vờ nữa, đồ quái vật. Hiện nguyên hình đi. Phát hiện kẻ xâm nhập, sẵn sàng chiến đấu. Bên ngoài có tiếng động, ra xem chuyện gì đã xảy ra vào buổi sáng. Vãi trường, những con quái vật siêu to khổng lồ. Làm thế nào những con quái vật này có thể lớn như vậy? Không tốt, những quái vật này có thể là do vua khỉ đã gửi đến để mà trả thù chúng ta. Phải làm sao đây? Vào nhà trước đã. Hôm nay sẽ là một ngày đầy bất ổn cho mà xem. Con khỉ đó sẽ không bao giờ từ bỏ việc trả thù. Đầu chọc, tôi đã quay trở lại rồi. Là cậu Văn sao? Tại sao cậu lại ở đây làm cái gì? Tôi đã bị những con quái vật đó săn đuổi đến đây. Không được, tôi muốn hỏi anh một câu hỏi trước đã. Cỏ có màu đặc trưng là gì? Trước tiên, hãy chứng minh bản thân không phải giả mạo. Con chó nhỏ này có vấn đề. Là màu đen, sao thế? Của nhiên là kẻ giả mạo, đừng giả vờ nữa. Lũ quái vật đáng ghét, dám lừa cả cường ca sao? Người đen! Tên giả mạo nhỏ bé đó mà dám lừa dối cả cường ca ta. Đúng là tự đi tìm chết mà. Âm thanh gì thế? Đó chính là con khỉ Gigi. Vãi trường, sao nó lại khổng lồ như vậy chứ? Xem ra hôm nay không thể bình yên được rồi. Hắn đến là muốn trả thù cậu, hãy cẩn thận một chút. Lại cái âm thanh gì thế? Vãi trường, gấu khổng lồ đang đến rồi. Nó to quá. Tiểu cường tấn công đi, tuân lệnh. Báo cáo chủ nhân, quái vật đã bị tiêu diệt. Làm rất tốt, mau nghỉ ngơi đi. Tuân lệnh chủ nhân, lại cái quái gì thế? Là hai con sóc đột biến. Đã phát hiện có kẻ xâm nhập. Báo cáo chủ nhân, quái vật đã bị tiêu diệt. Được rồi, cậu hãy nghỉ ngơi đi. Vâng thưa chủ nhân. Tiểu cường lại bị hết điện rồi. Đó chính là nhược điểm. Lại cái quái gì tìm đến nữa vậy? Hình như nó đang ở ngoài cửa.
là một con bọ khổng lồ. Mau chạy đi. Lần nào cũng phải chạy như vậy. Cái này Tiểu Cường dùng điện thật sự quá nhanh. Chạy nhanh lên. The hell, thật sự khủng khiếp. Chưa từng thấy con quái này. Chạy thôi, đừng để nó đuổi kịp. Vãi trưởng, nó vẫn đang đuổi theo phía sau tôi. Làm sao đây? Cứ để cho tôi. Cái này thực sự mệt chết tôi rồi. Anh có thể biến thân, tại sao không dùng sớm? Chạy xa như vậy mệt là đúng rồi. Cậu nghĩ muốn dùng là dùng sao đồ ngốc? Vừa rồi là tuyệt chiêu đó mới được hồi phục lại. Được rồi, bây giờ thì phải làm sao chứ? Hay là lại phải chặt cây? Quay lại làm gì nữa? Đương nhiên là chặt cây rồi. Anh đúng là một người nghiện chặt cây. Được rồi, cũng vì miếng cơm manh áo. Có chuyện gì vậy, Cường ca? Ngôi nhà này được xây khi nào thế? Dưới đất có tinh huyết, anh mau nhìn xem. Mùi hương vẫn còn rất mới. Bên trong có động tĩnh, vào xem thử. Kia là cái quái gì vậy? Nó là một linh hồn sao? Nó có thể chạy xuyên tường. Đây không phải là gấu hai sao? Còn quái vật đó đâu? Hắn đã đi rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi cũng không biết. Tôi bị anh ta làm cho ngất xỉu. Sau đó là thức dậy đã ở đây rồi. Thật kỳ lạ. Tôi chưa từng gặp hắn ta. Chẳng lẽ Doc Basic có vị khách không mời sao? Cậu có nhớ đã gặp hắn ta ở đâu không? Tôi không nhớ gì cả. Tôi chỉ muốn tìm gấu đại. Hắn ta có phải là linh hồn không? Tôi cũng không rõ. Dù sao thì chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Vãi trưởng, cậu xem đằng kia là cái quái gì vậy? Ở đâu? Vãi trưởng, lại là lũ quái vật hôm qua. Bên cạnh hắn không phải là tên quái vật linh hồn sao? Vãi trưởng, cái quái gì vậy? Thật kinh khủng. Anh ta muốn trả thù chúng ta sao? Biến mất rồi. Cường ca, chuyện gì vậy chứ? Có vẻ như họ muốn tiêu diệt chúng ta, để chiếm lấy khu rừng này. Chúng ta sẽ không ở đây mãi mãi, phải không? Đừng lo. Có Cường ca ở đây thì tất cả chỉ là sâu bọ. Anh nói vậy thì tôi cảm thấy yên tâm hơn rồi. Âm thanh gì thế? Nó phát ra từ trong rừng. Ở đây có rất nhiều táo, đúng thật là may mắn. Âm thanh gì thế? Có một con quái vật. Có ai không? Làm ơn cứu tôi. Âm thanh gì thế? Tại sao lại có một bộ xương? Có con muỗi tới. Tại sao đầu của tôi lại đau như thế này? Đau quá, tôi bị làm sao vậy chứ? Đã xâm nhập thành công, tôi muốn được ăn thịt. Nhìn kia, đó chính là gấu hai. Tại sao gấu hai lại chạy đến đó vậy chứ? Đầu của gấu hai sao thế? Sao hắn lại nói chuyện với quái vật? Thật là kỳ lạ. Gấu hai hình như đã bị khống chế, cũng không nghe rõ họ đang nói cái gì. Báo cáo lão đại, tôi đã kiểm soát được con gấu này. Ngươi hãy điều khiển hắn phá hủy căn nhà phía trước, còn lại bọn người đó cứ để cho anh em xử lý. Tuân lệnh lão đại. Chạy đi, thằng gấu hai đang đến. Vãi trường, phải làm sao bây giờ? Tiểu Cường, bật chế độ chiến đấu, tuân lệnh chủ nhân. Báo cáo chủ nhân, đã hết nguy hiểm, con gấu chỉ bị thổi bay, vì hắn không phải quái vật. Ông chủ thấy sao? Cậu làm rất tốt, nghỉ ngơi chút đi, tuân lệnh. Con bọ nhỏ bé đó có thể chiếm hữu được cơ thể. Điều này nói ra thì thật là kinh khủng. Con bọ đó có thể biến nhỏ lại, rất khó phát hiện. Đúng vậy, điều này rất là nguy hiểm. Chúng ta phải cẩn thận. Khi bị kiểm soát thì đầu sẽ bị đổi màu. Bên ngoài có tiếng gì thế? Nhiệm vụ của ngươi là phải tiêu diệt hắn. Hình như tiếng này nghe rất giống tiếng của zombie đến. Ra ngoài xem. Sao lại có zombie xuất hiện? Vào nhà thôi. Zombie này trông khác với những con trước đó. Hãy cùng nhau nín thở. Nín thở lại vô dụng với con zombie này. Vãi trường. Không tốt, có nguy hiểm. Cứu, mau cứu tôi. Anh đang cần tôi trợ giúp sao? Đúng vậy, hãy cho tôi sức mạnh. Tôi đến đây. Vừa rồi đúng thật là rất nguy hiểm. Làm tôi sợ chết khiếp. Không tốt, bên ngoài có biến động. Không phải lại quái vật đến nữa chứ? Chính là con bọ khổng lồ đó. Đừng sợ. Tiểu Cường, chuẩn bị chiến đấu, tuân lệnh chủ nhân. Báo cáo chủ nhân, quái vật đã bị tiêu diệt, cậu làm rất tốt, hãy đi sạc điện đi, tuân lệnh. Hôm nay như vậy chắc là cũng an toàn rồi. Vừa rồi quá là nguy hiểm. Đáng ghét, cánh cửa của tôi đã bị phá hủy bởi những con quái vật, thật sự quá là đáng ghét, ta sẽ tiêu diệt tất cả. Vãi trưởng, cái quái gì thế? Hình như trên nóc nhà có một con sóc đột biến. Cứ nghĩ chỉ là hoa mắt, là sự thật sao? Cường ca, đừng ngủ nữa, có quái vật. Cậu nói cái gì? Cậu có bị hoa mắt không? Đang ngủ ngon mà cứ gọi, đang mơ mà hỏng hết cả giấc mơ đẹp của tôi rồi.
Tôi không cố ý, nhưng mái nhà có sắp đột biến. Để tôi xem thế nào. Vừa rồi nó vẫn còn ở đó mà. Một sợi lông cũng chẳng có. Chắc là nó đã bỏ chạy rồi. Có tiếng động. Sao nghe giống tiếng của con khỉ gì gì thế? Vãi trường, đúng thật là con khỉ đó. Hôm nay chắc chắn có chuyện không tốt. Con vua khỉ này đích thân muốn ra tay với chúng ta. Âm thanh gì thế? Con gấu này rất là ngốc. Ta sẽ để các người tự đánh lẫn nhau. Thuốc kiểm soát nhưng lại có hương vị của mật ong. Mùi mật ong thơm nhất cái nách. Không được, tôi muốn ăn mật ong. Hình như đây chính là mật ong có mùi hương nhức nách. Đúng là ngon nhất cái nách. Không đúng, sao đầu tôi lại đau thế này? Trời ơi, đau đầu quá. Có ai không? Cứu tôi với, mau cứu tôi. Ra ngoài xem thế nào. Nghe như là tiếng của gấu hai. Phía trước kia không phải là gấu hai sao? Cậu ta sao thế? Cứ vào nhà trước đã. Hình như là gấu hai đã bị mất kiểm soát. Tiểu Cường, chút nữa hãy giúp gấu hai giải chút độc. Tuân lệnh chủ nhân. Cứ như vậy là xong rồi sao? Độc đã được giải trừ hết. Tại sao tôi lại ở đây thế? Cậu vừa bị người ta hạ độc khống chế, đang chuẩn bị tấn công chúng tôi. Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Bên cạnh nhà tôi có một cái gì đó giống như nước mật ong. Tôi có uống vài ngụm rồi không nhớ nữa. Chắc chắn là do tên quái dị đó giở trò. Tôi sẽ quay về để nói với gấu đại phải cẩn thận. Cảm ơn đã cứu tôi. Xem ra hôm nay tình hình không được tốt lắm. Tên quái vật đó muốn chúng ta tự đánh lẫn nhau. Lại cái tiếng gì thế? Lão đại giao chúng ta nhiệm vụ tiêu diệt Tiểu Cường Hoàng Kim. Vậy cứ để cho mấy thằng đệ đi thử trước, tìm hiểu xem tình hình như thế nào. Các ngươi hãy tấn công trước đi. Bên ngoài có tiếng động. Nó chỉ là hai con sóc đột biến nhỏ. Tiểu Cường, chuẩn bị chiến đấu. Tuân lệnh chủ nhân. Vãi trưởng, chúng đã bị tiêu diệt rồi sao? Chúng ta sẽ hợp thể. Tôi cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Báo cáo chủ nhân, quái vật đó đã bị tiêu diệt. Làm rất tốt, cậu đi sạc điện đi. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Hãy mau xử lý con quái vật đó. Tuân lệnh. Báo cáo, quái vật đã bị tiêu diệt. Cậu làm rất tốt, cứ thế phát huy nhé. Tôi cần đi sạc điện. Con robot này rất mạnh, nhưng cần rất nhiều điện để có thể duy trì. Nhanh hết điện quá, chúng ta phải làm gì? Cậu quên là còn có Cường Ca vẫn ở đây sao? Chúng ta sẽ đi chặt cây để tránh bọn quái vật. Giờ chỉ có thể làm như vậy thôi, hy vọng là không gặp phải quái vật nữa. Chính là tên quái dị đó. Ta đã đợi các người rất lâu rồi, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các người. Nó biến hình rồi. Tưởng thế nào? Hình như là có người vào nhà. Ngay trong này, chúng ta vào xem nào. Hy vọng không phải là quái vật nữa. Anh là ai? Anh làm gì ở nhà của tôi? Vãi trưởng, cái quái gì thế này? Tôi là người mà ông chủ Ly cử đến để thay thế anh. Nhưng ông chủ Ly vẫn chưa thông báo gì cho tôi cả. Những gì ngươi nói đều là dối trá. Tôi không có nói dối anh. Ngươi chắc chắn là quái vật, hiện hình đi. Vãi trưởng, đây là cái quái gì vậy? Nó biến mất rồi. Chuyện này rất là nguy hiểm. Ý anh là sao? Đây là tín hiệu tuyên chiến. Đây chắc chắn là lời tuyên chiến của con khỉ gì gì đó. Vậy phải làm sao đây, đầu chọc? Âm thanh gì thế? Bên ngoài có tiếng động. Hôm nay, chúng ta chính thức tuyên chiến với gã đầu chọc. Gấu đen, người nhỏ nhất thì lên trước đi. Ra ngoài xem thế nào. Nghe như có tiếng gấu. Vãi trường, là gấu khổng lồ. Đừng sợ, đã có Tiểu Cường. Tiểu Cường, chuẩn bị chiến đấu. Tuân lệnh, đã mở chế độ chiến đấu. Báo cáo chủ nhân, quái vật đã bị tiêu diệt. Làm rất tốt, mau sạc điện đi. Năng lượng sắp hết. Hết điện nhanh vậy sao? Tối qua tôi quên sạc điện cho Tiểu Cường rồi. Cái này không tốt. Vậy phải làm sao bây giờ? Sớm như vậy đã hết điện rồi. Không phải còn có Cường Ca tôi sao? Anh có làm được không? Hay là gặp quái vật là bỏ chạy? Đừng nghi ngờ sức mạnh của đầu chọc ta. Tôi luôn tin tưởng Cường Ca mà. Tiếng gì thế? Lão Tam đã bại trận rồi. Đến lượt lá nhị người đó. Tuân lệnh chủ nhân. Quái vật lại tìm đến nữa rồi. Hôm nay có vẻ bọn chúng rất hùng dữ. Vãi trường, con sóc siêu to bằng cả cái nhà. Hãy xem Cường Ca thể hiện. Không biết đầu chọc anh muốn làm cái gì nữa. Lão đại, người nhất định phải hạ được gã đầu chọc. Hắn đã kiệt sức rồi. Tuân lệnh chủ nhân. Thật sự là mệt chết tôi rồi. Vãi trường, quái vật đang đến. Cái gì? Lại đến nữa? Cái bọn quái vật này mệt chết tôi rồi. Lần này Cường Ca sẽ làm gì đây?
Như vậy gần như là kiệt sức rồi, bây giờ thì đến lượt tôi. Đầu chọc, anh không sao chứ? Cơ thể tôi đã kiệt sức rồi, không thể biến hình được nữa. Nếu quái vật lại đến nữa thì sao? Hoàng Tiểu Cường cũng hết điện rồi. Chắc là quái vật sẽ không đến nữa đâu. Mau chạy đi, cứ mặc kệ tôi, mau chạy đi, còn đứng nhìn gì nữa? Nếu không tất cả sẽ phải chết ở đây. Tôi nhất định phải cứu anh, mở nhân cách thứ hai. Có vẻ như anh đang cần tôi giúp đỡ. Nhanh lên, tôi phải cứu Cường ca. Lần này sẽ tiêu tốn 10 năm tuổi thọ của bạn, bạn có muốn không? Tôi đồng ý, nhanh lên, cho tôi sức mạnh. Tôi đến đây. Mau thả đầu chọc xuống. Thằng nhóc ngươi có thể làm được gì ta? Anh không có làm sao chứ, anh làm tôi sợ quá. Đồ ngốc, lần này thật sự rất cảm ơn cậu. Vãi trường, cậu nhìn kìa, hắn đã sống lại. Cái gì sống? Vãi trường, không phải là con khỉ đó bị tiêu diệt rồi sao? Tên đầu chọc đáng ghét này, chắc chắn không ngờ tôi có thể sống lại. Hôm qua bị tiêu diệt, đó chỉ là phân thân của ta mà thôi. Hôm nay, ta sẽ mang đến cho các ngươi một bất ngờ lớn, để các ngươi có thể cảm nhận được sức mạnh của ta. Nghĩ thôi mà đã cảm thấy vui quá rồi. Thật kỳ lạ, hôm qua rõ ràng là tiêu diệt rồi mà. Trong nhà có tiếng động. Không phải là quái vật của con khỉ đó chứ? Con chim đáng ghét, mau biến khỏi nhà ta. Con chim này không sao, chỉ là bay va vào cửa kính. Cơ thể con chim dường như đang đổi màu, cảm giác như nó đã mất kiểm soát. Rất có thể là do con khỉ di di đó đã làm chuyện này. Đúng là một con khỉ đáng ghét. Tôi cảm giác có liên quan đến viên đá kỳ lạ đó. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Âm thanh gì thế? Gấu nhị, nhà của họ chắc là ở phía trước rồi. Chân lòng màu xanh lá cây phía trước là cái gì thế? Tôi còn thấy cái chỗ này rất kỳ lạ. Cái gì? Sao đầu của tôi lại đau thế này? Bên ngoài có động tĩnh. Chắc không phải là gấu biến dị do con khỉ cử đến chứ. Đó không phải là Thúy Hoa sao? Hình như bị trúng độc rồi. Hãy giải độc cho cô ấy. Tuân lệnh chủ nhân. Thúy Hoa sao bây giờ vẫn còn chưa đến? Chờ đã, đó là Thúy Hoa mà. Tên đầu chọc đáng ghét, dám bắt nạt Thúy Hoa. Tới công chuyện mày đầu chọc. Báo cáo, chất độc đã được hóa giải, con gấu đó chỉ bị đánh bất tỉnh mà thôi. Cậu hãy đi sạc điện đi, tuân lệnh. Con khỉ đó đúng là quá đáng ghét. Sao lại có tiếng gấu kêu, con gấu này quên quá, là gấu hai. Đầu chọc, người dám bắt nạt Thúy Hoa, gấu nhị, cô ấy đã bị trúng độc rồi. Tình yêu của tôi không tin lời nói dối. Thật mà, chắc là Thúy Hoa đã gặp con khỉ đó. Cái bẫy của con khỉ đã đầu độc Thúy Hoa, làm cho Thúy Hoa mất kiểm soát. Cái bẫy đó ở đâu? Nó ở ngay nhà của con khỉ đó. Thật khủng khiếp, đâu ra con nhện to thế? Con nhện siêu to khổng lồ, thật là kinh khủng. Có kẻ xâm nhập. Báo cáo chủ nhân, nguy hiểm đã bị loại bỏ. Làm rất tốt, cậu mau sạc điện đi, tuân lệnh. Xin lỗi, đầu chọc, hóa ra là tôi trách nhầm anh rồi. Thúy Hoa đúng thật là bị trúng độc. Cậu cũng không cần phải xin lỗi, con khỉ đó vì chúng tôi mà làm chuyện xấu, liên lụy đến các người rồi. Được rồi, tôi sẽ về nói với gấu đại chuyện này, không để cho gấu đại bị dính bẫy. Nhớ chú ý an toàn, cảm ơn. Con khỉ đáng ghét này thực sự khó đối phó, rõ ràng chết rồi lại được hồi sinh. Cậu nghĩ sao khi nó được gọi là vua khỉ, tiêu diệt dễ dàng thì còn là vua sao? Tạm thời, hẳn là con khỉ đó sẽ không đến tấn công nữa, đi chặt cây trước đã. Nguy hiểm thế mà vẫn phải đi chặt cây, hy vọng sẽ không gặp quái vật nữa. Phía trước khi nào lại mọc một cái cây thế? Đúng thật là kỳ lạ mà. Làm xong sớm thì được nghỉ ngơi sớm. Âm thanh gì thế? Vãi trường, xem cái cây này biết di chuyển. Cậu nói cái gì? Cây biết cử động sao? Đúng là cái cây này đã lại gần chúng ta hơn một chút. Đây không phải là cây thật sao? Nó lại cử động rồi. Hay đây là quái vật? Hiện nguyên hình đi đổ quái vật. Còn quái vật đáng ghét, dám lừa dối Cường ca ta. Người đến! Âm thanh gì thế? Chính là con chim đột biến đó. Nhưng tại sao nó lại bay đến nơi này chứ? Nó đang bay đi đâu vậy? Vãi cả trường, đâu ra nhiều quái vật khổng lồ thế? Con khỉ này siêu to khổng lồ luôn. Đừng lo, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Con khỉ đó lại đang tập hợp quái vật để quyết chiến. Bây giờ phải làm sao hả Cường ca? Cứ quay về nhà trước đã, tìm cách đối phó. Cứ về nhà trước đã, ở đây không có Tiểu Cường, cảm thấy nguy hiểm. Đầu chọc, tại sao tôi cảm thấy ở đây rất kỳ lạ? Có chuyện gì thế? Tôi cảm thấy như có quái vật xung quanh nơi này. Có quái vật sao? Vãi trường, có zombie. Mau nín thở. Cũng may, chỉ là một số zombie bình thường. Nếu không, hôm nay sẽ phải kết thúc trò chơi rồi. Đi thôi, những con zombie này không phải của con khỉ đó.
Mau đi thôi. Thật kỳ lạ, tại sao ở đây có nhiều tinh huyết thế? Bên cạnh còn có nhiều bộ xương. Tôi thấy nơi này không tốt. Không phải là có quái vật phục kích ở đây chứ? Hãy cẩn thận một chút. Phía trước có động tĩnh. Nghe như tiếng của ai đó. Anh là ai? Chuyện gì đã xảy ra thế? Có rất nhiều quái vật trong khu rừng này. Tôi đã bị bọn chúng tấn công dữ dội. Đừng bao giờ tin lời của bất kỳ ai trong khu rừng này. Bởi vì họ là những người giả mạo. Chuyện này đúng là khủng khiếp. Anh ta nói có quái vật trong khu rừng này. Ôi trời ơi! Có ai không? Cứu tôi! Đó là một con sóc đột biến. Mau cứu tôi với. Đừng sợ, quái vật đáng ghét, dám trêu con gái nhà lành. Cái kết là phải xuống địa ngục. Người này chưa từng thấy trước đây. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu tôi. Cảm ơn các anh. Tại sao cô lại đi vào trong khu rừng này? Tôi đã bị mắc kẹt ở đây vì xung quanh toàn sương mù. Từ khi nào nơi này bao quanh sương mù thế? Vừa nãy làm gì có sương mù đâu. Cậu có thấy sương mù khi nào không? Tôi cũng không biết nữa. Vậy tại sao các người lại ở đây? Chúng tôi chuẩn bị về nhà thì đi ngang qua đây, tình cờ gặp được Cố Kiêu cứu. Bên ngoài có rất nhiều sương mù, nếu không hãy đi theo tôi một chút. Tiểu ngốc, cậu thấy sao? Sương mù dày quá, chỉ có thể như vậy thôi. Vậy cô dẫn đường đi. Được rồi, hãy đi theo tôi. Không đúng, cô ta vừa nói mắc kẹt trong sương mù, làm sao có thể nhớ được nhà ở đâu chứ? Đó là đuôi của sóc đột biến. Cường ca chờ đã. Sao thế? Anh thử nhìn cái cây phía trước xem có cái gì. Đuôi của con sóc đột biến đang cố phục kích chúng ta. Hắn là quái vật. Tôi hỏi là cỏ dưới chân cô màu gì? Cô nói đi, đúng thì không sao. Là màu đen, chuyện gì thế? Quả nhiên là quái vật, mau hiện nguyên hình đi. Đúng là một đám con người xảo quyệt. Lũ quái vật đáng ghét. Mau chạy nhanh lên. Súng này lại vô dụng với hắn. Thật đáng ghét. Cũng may là con sóc đó không đuổi kịp, chứ không là niệm rồi. Sương mù này thật sự rất dày. Con khỉ gì đáng ghét thật. Xít nữa là phải bỏ mạng ở đây rồi. Có tiếng gì thế? Hình như là tiếng gấu kêu. Chính là con quái vật của vua khỉ. Đừng nhìn nữa, mau chạy đi. Thật sự là chạy muốn tụt cả quần tôi rồi. Cuối cùng cũng về đến nhà. Vãi trường, nó vẫn đang đuổi theo. Chuẩn bị chiến đấu. Tuân lệnh chủ nhân. Cái đầu trọc đáng ghét này ngủ say như lợn. Nói cả chuyện trong giấc mơ nữa chứ. Thôi nào. Có vấn đề, miệng đầu chọc không cử động. Cường ca, anh mau tỉnh lại đi. Cái này là ngủ say như chết sao? Coi nào. Âm thanh hình như phát ra từ bên ngoài. Ra ngoài xem tình hình như thế nào. Cái gì mà ba gã đầu chọc? Làm sao có thể có ba gã đầu chọc được chứ? Chuyện này là gì vậy? Vãi trường, chúng là quái vật giả dạng đầu chọc. Chúng muốn làm cái gì vậy chứ? Những con quái vật đầu chọc chắc là con khỉ đó gửi đến. Cảm giác có chuyện không tốt. Tiểu ngốc, cậu ở ngoài nhìn cái gì thế? Anh vừa rồi không nhìn thấy quái vật đầu chọc sao? Vừa rồi có ba con quái vật đầu chọc. Xung quanh làm gì có? Cậu có bị hoa mắt không? Không thể nào, chính mắt tôi nhìn thấy. Họ đột nhiên còn mở miệng rất là to. Có phải như thế này không? Đừng sợ, tôi đùa thôi. Nếu tôi là quái vật, cậu còn sống đến bây giờ sao? Tôi cảm thấy mấy con quái vật có liên quan đến con khỉ đó. Chắc chắn là do con khỉ Gigi. Vào nhà thương lượng một chút, bên ngoài hình như có động tĩnh. Xem bọn họ nói cái gì. Hôm nay người nhất định phải bắt được gã đầu chọc robot. Chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại. Người đã nghe rõ chưa hả? Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Mau làm đi. Giọng này nghe quen thế. Lại là con chim đó. Không tốt, nó muốn cướp tiểu cường hoàng kim. Con chim đáng ghét, mau trả lại tiểu cường cho ta. Tiểu cường đã bị lấy mất. Con chim đáng ghét, thật là tức quá mà. Chắc chắn là do con khỉ Gigi đó sai bảo. Lợi dụng tiểu cường đang nâng cấp mà bắt đi. Đúng là đáng ghét. Vậy tiểu cường còn có thể trở về không? Thiếu tiểu cường, sức chiến đấu của chúng ta giảm đi rất nhiều. Khi nào hệ thống nâng cấp xong, nó sẽ tự động quay trở lại. Lúc tiểu cường trở lại, chính là lúc các người phải chết. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Đi tìm hắn báo thù hay sao? Tìm cái búa. Bây giờ tranh thủ đi chặt cây trước đã. Được rồi. Kẻ thù lớn này, cường ca nhất định sẽ tính sổ với hắn. Hy vọng tiểu cường hoàng kim sẽ sớm trở về. Phía trước này là cái gì vậy? Dừng lại, đã chậm một bước rồi. Mau cứu tôi, đầu tôi đau quá. Đúng thật là khủng khiếp. Thật tội nghiệp, tất cả đều là do con khỉ đó gây ra. Đúng là một con khỉ đáng ghét mà. Mặc kệ đi, nhiệm vụ bây giờ là phải chặt cây trước đã. Cường ca, anh có nghe thấy không? Có chuyện gì, lại là quái vật sao? Đó là tiếng của zombie. Làm gì có con zombie nào chứ? Bọn chúng đến rồi. Mau nín thở đi. Được rồi, bọn chúng đã rời đi. Chúng ta bắt đầu chặt cây thôi. Cứu tôi,
Có ai không cứu tôi với? Hình như là có người đang kêu cứu. Tôi cũng vừa nghe tiếng rồi, mau cứu tôi với. Phía sau tôi có quái vật, đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Quái vật đâu? Sao tôi không thấy con quái vật nào cả? Có lẽ nó đã rời đi rồi. Đây là cậu Vàng mà. Cậu Vàng, sao cậu lại ở đây chứ? Tôi đang đi qua đây để về nhà, thì sau đó gặp phải đám quái vật truy đuổi. Này Cường ca, cậu gọi tôi có chuyện gì thế? Tôi có một linh cảm xấu, người này chính là quái vật. Tôi vừa nghe thấy anh ta nuốt nước miếng, kiểm tra thử xem. Tôi sẽ đi hỏi anh ta. Chắc chắn người này là quái vật. Tôi hỏi cậu là cỏ có màu gì? Nếu trả lời sai thì cậu sẽ phải xuống địa ngục. Là màu trắng. Đồ quái vật, đừng giả vờ nữa. Dám lừa dối Cường ca thì kết cục chỉ có thể là xuống địa ngục.